Rồi, xin chào quý cô mình nha. Và quý anh chị thân mến, thì tiếp đô hôm nay nữa em chia sẻ về tưới phân cho vườn mít nhỏ, mít mới trồng khoảng 3 tháng. Thì để em chia sẻ những giai đoạn mà mình làm mít từng cây con cho đến cây già trưởng thành nữa ha. Đó, thì bữa nay chia về nói về cây con, cây mít nhỏ để mình tưới. Thì những video trước thì mới chia sẻ về tưới phun mít ha, rồi DAP cộng chung mình tưới. Thì bữa nay sẵn có thùng phân này, thấy nó nuôi cây nhỏ cũng rất là im. Để cách tưới phân thuốc sao thì ở đây em chia sẻ cũng nhiệt tình hết bà con mình ha. Mình nói qua màn hình và hành động luôn, và cách làm ha, cách pha này kia luôn, chứ không phải mà nói miệng không. Đó, thì rất nhiều bà con mình theo dõi thời gian qua ha, thì cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình. Rồi, thì bữa nay em kết hợp giữa thằng phân xâm lắc ha, với thằng 20-10-10 hoặc là 30-10-10 cũng được nha bà con. Thứ hai mình sẽ thêm đáp nữa, DAP đó. Thì những dòng phân này nuôi cho cây mít con của mình, hoặc là chúng ta có thể dùng DAP và hàng phân lạnh rồi không tạm ha. Thì một liều nhẹ thôi thì nó cũng nuôi cây lúc nhỏ này rồi. Thì nói chung nó cũng rất là nhiều cách làm cho cây mít con này cũng dễ bà con, chứ không phải là khó. Thì mình có thể là mình là những cách trước mình chia sẻ đó, phun mít với DAP hoặc là thêm miếng phân lạnh ha, thì tùy theo giai đoạn mít mà của mình nó phát triển mình cộng pha thêm thôi. Rồi gần đây á bà con, thì có giai đoạn người ta ủ phân cá đó, cái gọi là đạm cá hoặc là đạm ốc á, mình có thể mình kết hợp vô ha. Dù mình xài hàng xăm đất này đi đó, mình kết hợp với hàng đạm cá mình ủ rồi được 3 tháng cái mình lấy ra mình tưới, thì mình kết hợp chung với hàng xăm này thì khỏi cần xài hàng phân hóa học ha, nó vẫn tốt. Rồi mình chia sẻ về liều dùng cho bà con mình tham khảo ha. Thì như cái vườn mít của mình đây tầm khoảng là 3 tháng các bà con, tại vì mình tính theo cái vụ lúa nha, vụ lúa chuẩn bị cắt nè, thì lúc đó xả lúa rồi mình mới múc lên, thì lúa gần cắt thì cũng gần như gần 3 tháng, thì tính như 3 tháng đi ha. Đó, thì hiện tại thì nó lên như vậy nè bà con. Rồi thì như cái vườn mình hiện tại là khoảng 260 cây ha, nó tầm khoảng 206 nó, thì mình trồng khoảng 260, thì mình sẽ tưới cho nó là 4 lít phân này nha bà con. Tại mít nhỏ thì mình giật cái liều nhẹ lại hơn ha, đúng ra phải 5 lít mà mình tưới nó 4 lít thôi, hoặc là 3 lít cũng được. Thí dụ mình có pha phân hóa học vô 30-10-10 với DAP vô thì có thể mình giật lại cũng được ha, và mình sẽ giật phân lại luôn. Rồi ở đây thì mình lấy cái liều chuẩn là 4 lít phân xâm lắc này đi ha, nó dạng sinh học mà tốt rễ, đâm chồi đẻ nhánh ha, giải độc hữu cơ luôn, hạ phèn này kia cho mình luôn. Nó cũng có thể là xả thuốc bắc lo trong đất đó, nhưng mà nó xả một thành phần nhẹ nào thôi ha, chứ không có tuyệt đối hết được ha. Rồi về DAP bà con, thì mình sẽ cho nó thêm là 1 kg DAP ha, và 1 kg 30-10-10 hoặc là 20-10-10 cũng được ha. Đó, thì mình tưới. Đối với tưới thì cái liều rất là nhẹ phân nha bà con, mình tưới thì cái cây rễ mình nó hấp thụ liền ha, cho nên là cái rễ nó rất là nhạy cảm, mình đi nặng quá có thể là bị cháy rễ nha, cho nên mình phải dùng cái liều nhẹ. Nhẹ thì nhẹ vốn mình chứ gì đâu, còn mình rải thì nó rất là nặng ha, nhưng mà cây nó hấp thụ từ từ, nó không có hút triệt để, cho nên là khi nắng thì nó sẽ thất thoát phân mình nữa. Rồi về cách tưới thì mình sẽ là tưới vô cái bình này bà con, bình điện ha. Mình sẽ đi xài bét một, mình xả cho to ra, cái mình tưới vòng quanh cái gốc mít ha. Do là mít mình nhỏ, cái rễ nó chưa có đều giáp đất ha, cho nên mình chỉ xịt vòng tròn nó thôi. Vậy đó, nó cũng giảm hạn chế cái phân của mình hao ha. Còn đối với mít lớn thì mình xịt giáp liếp đó, bởi nó kỹ thuật nó khác nhau. Còn đối với anh chị nào không có thời gian, thí dụ có dàn bét tưới ngon lành ha, đều với nhau hết, thì mình có thể mình pha vô cái dàn bét mình tưới luôn. Nhưng tưới vậy thì nó giáp liếp ha, cỏ này kia nó sẽ tốt mãn luôn. Đó là đối với anh chị không có thời gian. Rồi, thì mình chia sẻ cách pha những cái loại phân vô cả nhà. Thì đây là phân 20-10-10 ha. Thì cái loại này không phải là thấp cao, loại này nó trộn mà nó cũng mau tan ha. Thì cái rau này mình đã điều lượng 1 kg rồi, ngâm vô lên cho nó tan nha. Xong mình sẽ kết hợp với thằng DAP. Thì cái thùng DAP này cũ mình đã ngâm trước rồi, thì tưới nó còn ha. Thì mình tưới có phân vô thì mình lấy cái lượt ra nghe bà con, có phân hoặc là thằng chico quá, thì chico thì
nó có cái hạt như hạt cám hạt gạo để mà tạo cái nấm chi cô á, cho nên mình phải lấy được ra cho nó không bị kẹt được. Rồi thì khi mà mình quậy chi cô hay là gì cũng vậy, mình phải lượt lại qua cái lượt nha cả nhà, cho nó sạch cái cặn hột vững ha, hơi vô nó kẹt bơm mình mất công. Mình sạch dầu mình sẽ gắn lại. Nó khoảng nửa tiếng chứ mình quậy xíu ra nè, mình nhắn 20 phút rồi thì xâm đất này mình đây nè, lấy xâm đất vô trước, vô múc xâm đất vô cái thùng trước đi. Mình thao đó khoảng lít ha, mình xịt là một bình như là 2 lít nghe nha, thì thùng mình xịt khoảng là 2 bình cho 2 công 6 này nha, khoảng 260 cây đó. Thì mình qua nó hơi nhanh tí, còn đối với bà con nào đi chậm á thì mình phải lên khoảng 3 bình chia ra nữa ha, chất liệu lại nữa cũng được ha. Đối với trường hợp mà cái mít mình mới trồng đó con, thì chúng ta không có nên xài đổ phân vô ha, là như thay thế không biết gì đó, là mình tưới nó không, hoặc là những cây si, những cây mà nó bị nặng quá đó vô sợ bị cháy rễ phân vô thì đừng vui, cái đó chưa để cộng chung với thằng. Mình đổ cái thùng này vô đi, đổ này vô chung đi, trộn chung với con đáp đi, sốc sốc bắt lên cho nó xuống hết. Thì đây cây mình đang phát triển này nó cũng 3 tháng rồi ha, thì cho nên mình sẽ pha phân vô rồi, mình pha mấy cái trước rồi. Rồi mình cho hỗn hợp của thằng DB với thằng này. Không nhiều người nha, cống đi, 2 cống. Lắc lắc cái lượt thì đó nó chừng. Rồi chúng ta chấm nước đầy bình là sạch luôn nha bà con. Thì mình sẽ kết hợp với là tưới nước nha. Đó thì mỗi đợt mình sẽ có một cái, thì mỗi vụ mỗi ấy thì mình có một cái phát minh mới kìa ha. Đó mình tìm hiểu thêm nhiều cách làm mới cho nó nhẹ công nha bà con. Cách nào mà mình làm nhẹ công và tiết kiệm phân thuốc thì mình làm đó con, để nhẹ chi phí của mình, bữa hai nó hiệu quả là được rồi ha. Thì cái nào bà con nông dân mình làm được khổ mà nó nhẹ chi phí mà nhẹ công nữa thì mình áp dụng mình làm. Rồi lại đây sạch vô đây, to ra dặn vô là nhuyễn, còn mình xả cho nó to hết mất ra luôn. Rồi thử đây, đưa vô mất kìa. Đó thì mình đi sẽ đưa tròn tròn theo cái tán cái mít ha, chứ không phải vô cái góc mít. Mình cho tròn tròn theo cái tán mít bù gãy nè. Thì với cách này vừa tưới mà vừa xả nước vậy luôn thì cái mít mình nó sẽ rút phân lôi vô xuống luôn ha, nó không có bị thất thoát cái vụ trời nắng. Và cũng không có hao mà bốc hơi này kia. À, như lúc trước mình không biết thì mình ngâm thì mình tưới vô cái thùng 10 cùng dòi 10 lít đó ha, mình đi sắp từng cây thì nó rất là cực luôn, rất là mạnh lắm, nó lâu nữa. Bây giờ mình áp dụng cái này thì một bình mình có thể là đi khoảng là 1 công phải rua cơ, nếu mình đi nhanh ha, nếu mà nhanh thì mình tăng liều lắm. Còn như thường cái vườn này kìa thì mình đã đi thử rồi khoảng 2 bình và nó giáp 4 lít này đó, này mình chia làm 2 mình đi ha, đi trong vòng tích tắc thì nó đã xong rồi. Thuốc xuống nhiêu thì nước tưới của mình á nó thấm, nó rút xuống ha, rồi nó lan tỏa ra thì bộ rễ mình nó sẽ bén liền. Hiện tại thì nó nói chung là không có điều con nó đâu, không cây lớn cái nhỏ có, tại do dở cái là mình chọn giống ra không chuẩn giống ha, chọn giống hơi yếu cây. Trong này cây tốt cây xấu là do vấn đề mình chọn giống nha bà con, và cách chăm sóc của mình, thí dụ mình chăm sóc đầy đủ tưới nước đàng hoàng rồi nhưng mà nó không phát triển đồng đều đó, như của mình đây không đồng đều nha bà con, là do mình chọn giống. Thì lúc trước giống mắc các bà con thì mình ngắn tiền, cái mình mua cái loại lúc đó là 30-33 có, rồi 23-25 có, thì mình nghĩ đất với mút chắc không có đến đổi đâu, mình chọn loại 23 ngàn, cho nên là cây nó hèo mọt, trồng nó lâu phát lắm bà con, rất là chậm phát nha. Bảo mình khi mà con mới trồng thôi, tốt nhất mình thêm 5 ngàn
hoặc là 6.000 nữa mình mua cây tốt hơn, trồng nó mau phát hơn. Đó, mình sử dụng như cây này bà con. Cây này mình mua lúc đó là 30.000. Đó mà nó lớn giờ gấp đôi với cây mình mua 23.000 được đó. Trồng chung một thời điểm ha. Bởi nó lợi hại cái chỗ giống cũng vậy. Chứ ngoài đây là khả mình trồng thiếu rồi, cái mình mua loại 30.000 mình dặm vô nè đó. Bây giờ cây nó phát triển rất là khỏe. Còn dặm lại cây 23.000 các bạn. Đây bà con thấy không? Rất là chậm. Tại vì bộ rễ nó yếu rồi. Cái mắt ghép nó cũng không còn tốt nữa, cho nên nó rất là chậm lớn. Rồi thêm gặp nắng hạn này nữa. Mình mặc dù tưới nước mỗi ngày đó nhưng mà cũng không đủ xe này nữa. Còn đây là cái vườn mít mình cưa cái hàng mãng cầu mình trồng trước đó. Hiện tại nó khoảng là 6-7 cái tháng. Đó thì nó cây nó được gì. Rồi thì đó là một số chia sẻ cách làm của mình tưới phân gia vườn mít tơ của mình ha, mít con. Thì cách làm pha phân chia sẻ với bà con mình nắm bắt những cái cách mình làm đây ha, để cho bà con mình và anh chị xem tham khảo ha, có thể áp dụng hoặc là mình làm những cách phủ mít như DB hoặc là mít phân lạnh cũng được. Rồi chào tạm biệt bà con mình ha.